Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong video thứ hai của ngày hôm nay, Thuyết sẽ chia sẻ cái thông tin Hùng du lịch đang bị cảnh sát truy bắt. Vâng, đây là một cái câu chuyện buồn liên quan tới câu chuyện do Ngọc Bích bị sảy thai. Chính vì vậy, từ một người đang gặp nạn, Hùng du lịch đã được sự trợ giúp của bác sĩ Trần, đã kiếm được 3.000 đô. Tưởng rằng cái điều này sẽ đem đến cái niềm vui ngắn ngủi cho cậu ta. Tuy nhiên sau cái sự kiện này thì cậu ta đang phải chịu một cái hậu quả, đó chính là sự truy bắt của cảnh sát. Trong câu chuyện ngày hôm nay thì Thuyết sẽ xin chia sẻ phần đó trước. Và một lá thư của bạn Phúc Nguyễn đến từ Việt Nam liên quan tới vấn đề lũ lụt. Sau phần cuối cùng thì Thuyết sẽ chia sẻ một lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp. Thuyết biết rằng là có rất nhiều quý khán thính giả không thích nghe thư của bạn Đoàn Thị Điệp, cho nên là Thuyết sẽ chia sẻ phần cuối video để cho các bạn tiện theo dõi. Có nghĩa nếu bạn nào không thích nghe thư của bạn Đoàn Thị Điệp thì có thể khi mà nghe đến phần đó các bạn có thể không nghe nữa hoặc tua nó đi. Đây là quyền riêng tư của quý khán thính giả. Còn quan điểm của Thuyết vẫn là chia sẻ tất cả những lá thư, bởi vì những lá thư đó là có liên quan tới tất cả những nhân vật trong câu chuyện tình mà chúng ta đang theo dõi. Vâng, trước hết thì Thuyết sẽ đọc lá thư của bạn Phúc Nguyễn trước. Trong lá thư này thì bạn ấy có nói rằng trong một vài lá thư trước tại sao mà anh Thuyết lại không đọc thư của em để cho cộng đồng mạng nghe. Thì ở đây Thuyết đã trả lời riêng cho bạn Phúc Nguyễn biết rằng tất cả những lá thư là có thể Thuyết sẽ xem xét và đọc, chỉ trừ những lá thư nó vi phạm nội quy. Trong khi đó những lá thư của bạn Phúc Nguyễn thì không có vi phạm bất cứ nội quy gì cả. Nhưng trong cái lá thư của bạn thì viết nó hầu như là không liên quan gì tới tất cả những cái người, những nhân vật trong câu chuyện tình mà chúng ta đang theo dõi. Bởi vì nó không liên quan, thành ra là Thuyết không đọc đúng không ạ? Bởi vì đọc cái điều đó lên thì sẽ nó không có một cái... nó như là đi lạc đề các bạn. Đó cho nên là bạn Phúc Nguyễn phải thật thông cảm. Và nếu bất cứ bạn nào muốn Thuyết chia sẻ những lá thư của các bạn thì trong cái nội dung của lá thư thì các bạn phải nói liên quan tới tất cả những nhân vật mà chúng ta đang theo dõi trong câu chuyện ngày hôm nay. Còn lý do tại sao hôm nay Thuyết đọc lá thư của bạn Phúc Nguyễn, bởi vì bạn ấy nói về lũ lụt ở tại Việt Nam. Và đây là một cái đề tài đang rất là nóng bỏng, một câu chuyện rất là thương tâm. Cả miền Bắc và Việt Nam chúng ta đang phải chịu những cái ngày khổ đau khi mà cơn bão số 3 đã ập đến tàn phá. Vâng, sau đây là toàn bộ nội dung lá thư của bạn Phúc Nguyễn. Đầu thư em gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình anh và tất cả những người trên cộng đồng mạng, sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Anh Thuyết ơi, em xin thay mặt bà con miền Bắc Việt Nam rất cảm ơn anh, một người có tấm lòng phúc hậu và ấm áp. Video nào đầu tiên anh cũng hướng về quê hương Việt Nam, hướng về bà con chịu nhiều thiên tai lũ lụt. Video nào anh cũng chia sẻ, động viên những lời yêu thương đầy ắp tình người. Anh xa quê hương lâu như vậy mà anh vẫn luôn dõi về nơi chôn rau cắt rốn, nơi mà cơn bão to lớn vừa đi qua đã tàn phá khốc liệt, đã làm bao gia đình tang thương mất mát và ly biệt. Thương và buồn lắm anh Thuyết ạ. Anh đã chia sẻ tình yêu, lòng chân thành và ấm áp về quê hương. Em rất ngưỡng mộ anh. Người như anh chắc chắn sẽ được mười phương chư Phật phù hộ độ trì, cho gia đình anh luôn luôn được bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua anh cho em gửi lời hỏi thăm, cảm ơn đến Ngân, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Ngân cũng là một người có tấm lòng từ bi rộng lượng, đã gửi đến bà con miền Bắc Việt Nam ruột thịt, những đồng tiền, những phần quà kịp thời mang đầy ý nghĩa và cả một tấm lòng gói trọn tình yêu thương trong từng suất quà đó. Những nghĩa cử cao đẹp của chị Ngân, chị xin thay mặt bà con miền Bắc Việt Nam cảm ơn và chúc sức khỏe ba mẹ con em rất nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Anh Thuyết ơi, anh thường nói bất cứ thư của ai gửi cho anh cũng đọc hết, làm như vậy mới có sự công bằng. Nhưng sao vừa rồi em viết thư gửi anh mà anh không đọc, hay em có vi phạm gì hả anh? Em hy vọng bức thư này anh đọc giúp em nhé. Cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn bạn Phúc Nguyễn. Đó, thư của bạn tức là nó không đi sâu vào trong vấn đề mà liên quan tới những nhân vật đang nhân vật câu chuyện tình mà tất cả quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh, đúng không ạ? Ví dụ như bạn trong nội dung lá thư của bạn liên quan tới vấn đề của Ngân, bạn đi sâu vào vấn đề của Ngân
khuyên Bảo Ngân thế này thế kia, hoặc là khuyên bảo bác sĩ Trần dừng tay lại thế nọ thế kia. Tất cả những cái lời đó thì những nội dung nó đề cập vấn đề đó thì Thuyết sẽ chia sẻ ngay lập tức. Nhưng mà lá thư mà nó không liên quan tới thì Thuyết đọc thì nó sẽ nạc đề và quý khán thính giả không thích. Vâng, thưa quý khán thính giả và các bạn, rõ ràng cơn bão số 3 đã tàn phá miền Bắc Việt Nam rất rất nhiều và mang tới rất nhiều cái sự đau thương trong mấy ngày vừa qua. Bản thân Thuyết cũng bị tác động rất nhiều, có nghĩa là mình bị ám ảnh về những cái video mà đã được xem ở trên trên nhiều cái kênh khác nhau, rồi thì ở các cái tờ báo của Việt Nam chia sẻ. Và trong câu chuyện này, Thuyết chỉ biết thay mặt những người ở những nhân vật đang có mặt trên kênh Định Cư Gada, những người mà trong câu chuyện tình đang diễn ra ở xứ sở lá vàng, xin có lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình mất mát, đau thương, và mong trời đất hãy phù hộ độ trì, tăng thêm cho họ những cái niềm tin sức mạnh để vượt qua những nỗi đau thương ấy. Vâng, Thuyết cùng mọi người ở bên hải ngoại này cũng xin cảm ơn tấm lòng của bạn Phúc Nguyễn và xin cầu chúc gia đình nhà bạn và bản thân bạn có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, cũng liên quan tới câu chuyện bão lũ thì một chàng trai quê quán ở Hải Phòng, à quên, xin lỗi, quê quán ở Cao Bằng đã tới Canada ở đâu khoảng trên dưới một năm nay. Cậu ta chính là Hùng Du Lịch mà trong ngày hôm qua các bạn đã được biết tên cậu ta tên là Quý. Thực ra cậu ta phải nói dối tên tuổi của mình để coi như là theo lời bác sĩ Trần đóng giả là người yêu của Bích. Với cái hy vọng lấy được 6.000 đô của bác sĩ Trần để gửi về quê hương, bởi vì bố và em của cậu ấy vừa mới qua đời trong 19 gia đình bị 19 gia đình ở Cao Bằng bị sạt lở đất, đúng không ạ? Đó thì bố và em của cậu ta đã qua đời trong cái vụ đó, và chính bản thân cậu trước khi mà đi sang bên này thì cả dòng họ nhà cậu ta đã góp sức, tức là cho gia đình nhà cậu ta vay 600 triệu để cậu ta thông qua một công ty du lịch để đi sang bên này là theo cái hợp đồng đi làm farm. Tuy nhiên cậu ta đã bị lừa. Ở đây thì tất cả mọi người đều bị lừa nha các bạn. Hầu như 99% là những bạn nào đi qua những cái công ty du lịch á, họ nói rằng sang bên kia là đi theo một cái hợp đồng của một cái công ty làm farm, làm phùng gì đó, thì các bạn đừng tin, mà họ chỉ có trách nhiệm là đưa các bạn đi sang bên đó thôi, còn cái đoạn sang đây để hợp đồng một công ty nào đó thì không có đâu. Ở đây là Thuyết gặp đến cả 100 người thì 100 người đều trong tình trạng như vậy, có nghĩa các bạn khi sang đến đây rồi là tự phải đi tìm việc, chứ còn thì chẳng có công ty nào đi tìm cho bạn đâu. Thì Thuyết nói như vậy để cho các bạn, những bạn mà có cái hướng đi sang bên này thì để biết cái tình hình nó là như vậy. Thì nếu các bạn biết được cái vấn đề đó thì các bạn sẽ giảm đi được khoảng 5 đến 70 triệu. Bởi vì cái tiền theo như Thuyết biết á, là cái tiền mà họ nói đi tìm việc cho các bạn khi sang bên này á, là họ mất độ khoảng từ 5 đến 70 triệu. Thì ví dụ các bạn mất 600 triệu thì các bạn trừ số đó đi thì mất độ khoảng 220 hoặc là 530 triệu gì đó. Đây là cái thực tế mà rất nhiều người bị lừa trong cái tình trạng đó. Vâng, trong video trước các bạn đã nghe cái câu chuyện của Đoàn Dư khi mà gặp gặp Hùng Du Lịch thì cậu ta đã quỳ xin khi mà rất lo lắng mà cảnh sát sẽ bắt cậu ta. Khi mà bắt cậu ta thì cậu ta sẽ không có cách nào ở lại để đi lao động làm sao kiếm tiền để trả gom góp lại để về trả nợ cái số nợ mà 600 triệu gia đình nhà cậu ta đã vay mượn. Đó. Trong khi đó thì gia đình nhà cậu ấy đang gặp thảm họa như vậy. Thì đầu óc của cậu ta trong mấy ngày vừa qua thì nó như là một kẻ điên khùng. Nếu các bạn nhìn thấy cậu ta ở trong một cái chợ mà toàn người da đen đó, mắt thì vẫn cứ ngáo ngơ nhìn những người da trắng để đi xin việc, nhưng mà khuôn mặt thì vẫn thất thần bởi vì cái sự ám ảnh trong cái vấn đề là cha và em của cậu ta vừa mới qua đời trong những cái vụ sạt lở đất. Hiện tại Thuyết xin thông báo rằng Võ Ái Khanh và Đoàn Dư đã lo cho Hùng Du Lịch đi đến một cái chỗ nào đó rất là an toàn rồi, và cậu ta có thể là có công ăn việc làm ổn định để làm sao trả được hết cái số tiền bên phía Việt Nam. Thuyết cũng biết là Võ Ái Khanh có thể là tiền cả của Ngân nữa sẽ giúp cậu ta trong một cái số tiền nào nhất định, nhưng mà số tiền này là bao nhiêu thì Thuyết không biết chính xác.
Câu chuyện này đã diễn ra vào chiều ngày hôm qua, nhưng đến hôm nay thì Thuyết mới nhận được cái thông tin, bởi vì chính Đoàn Dư vào chiều ngày hôm qua thì đã đưa cậu ta đi đến một nơi nào đó rất xa xôi. Điều này là để tránh cảnh sát. Thì chiều ngày hôm qua các bạn biết không, chính ở cái khu vực làm farm ở dưới chỗ chỗ mà cậu Hùng du lịch lại làm đó, là cái chỗ đó là gọi là cái farm người ta trồng cái cây nhân sâm, mà các bạn nhìn cái hình ảnh trong cái video trước Thuyết đã đưa lên cái hình ảnh nhỏ ấy, là trồng cây nhân sâm, họ đóng những cái cột xi măng rất là lớn, rất nhiều ở trên những cánh đồng ruộng đó và trăng lưới đó để tránh cái mùa đông, bởi vì cây nhân sâm này là 4 năm mới được thu hoạch, còn thì mỗi một năm họ sẽ nhặt những cái quả đó để họ lấy giống để họ trồng trồng thành cây. Còn thì thu về cái gốc ấy, là cái củ nhân sâm đó thì 4 năm sau mới được thu hoạch. Và nhân sâm ở Canada thì các bạn biết rằng là nó một cái số lượng rất lớn và rất có cái giá trị. Vâng, và chính bác sĩ Trần cũng là người từng buôn bán nhân sâm mang từ Canada về Trung Quốc. Thì ở đây là ở đó toàn khu vực người da đen. Thì một thông tin Thuyết vừa biết xong, có nghĩa là ở khu vực đó thì cảnh sát ập đến và để tìm cậu Hùng du lịch này. Thì trong khi đó thì đến đây thì không thấy cậu Hùng du lịch này. Trong khi đó thì có rất nhiều người da đen xâm nhập vào đất nước Canada theo nhiều ngả khác nhau và không có giấy tờ đã bị họ bắt các bạn. Bởi vì có nhiều người đi sang Mỹ, khi mà phỏng vấn bị trượt về đi xin tị nạn thì họ lại bị đẩy về đất nước mình. Sau đó họ lại chạy sang tiếp tục, nhưng mà không sang Mỹ nữa mà sang đến Canada. Để mà bởi vì sang Mỹ thì cái hồ sơ nó bị lưu ở đó rồi, chạy sang Canada thì họ là thường thường toàn là bất hợp pháp thôi các bạn. Và chính họ đang làm ở đó thì cuối cùng cảnh sát đến đây để tìm cậu Hùng thì lại vô tình lại bắt đi những cái người này. Đây là một cái câu chuyện là không biết nói như nào, tức là vì một người mà trong khi đó có bao nhiêu người bị oan. Ở đây thì nói bị oan thì không phải, nếu mà chính xác thì không phải, nhưng rõ ràng tất cả là đều vì cuộc sống, vì miếng ăn, đúng không ạ? Người ta cũng từ đất nước của họ nghèo khổ, người ta muốn chạy đến đất nước này để kiếm ăn, mà cuối cùng lại bị bắt như vậy, rất là đáng thương. Cái chuyện này thì không biết, không ai biết được là ai báo, nhưng mà rõ ràng trong câu chuyện này thì mọi cái câu trả lời đều hướng về bác sĩ Trần, bởi vì chính Hùng đã hứa cùng bác sĩ Trần rằng là cậu ta sẽ đóng giả là người yêu của Ngọc Bích trong 3 ngày. Đấy, lúc nào Ngọc Bích coi như là về đến tại nhà rồi, tức là ra viện rồi, thì cậu ta lúc đó mới trở lại cái nơi làm việc ở cái chỗ làm farm. Và cậu ta mới nhận được 3.000 đô của bác sĩ Trần thôi. Còn 3.000 thì cậu ta chưa nhận được, bởi bác sĩ Trần nói rằng sau 3 ngày thì bác sĩ Trần đưa 3.000 nó trước, với điều kiện cậu ta phải không được tiết lộ cái vấn đề đó là nói dối là người yêu của Ngọc Bích. Cái thứ hai là không được phép coi như là trả lời bất kỳ cái câu hỏi nào mà ngoài cái chuyện mà bác sĩ Trần đã chuẩn bị cho cậu ta theo cái cách nói riêng. Tuy nhiên khi mà thấy anh Đoàn Dư quay video hình ảnh của mình thì cậu ta sợ quá, bởi vì những cái hình ảnh đó, bởi cậu ta là người đang bị cảnh sát trục xuất, đúng không ạ? Cho nên là cậu ta sợ và cậu ta đã phải nói thật. Vâng, cũng trong câu chuyện này thì Ngân đã biết thông tin ngày hôm nay về cái câu chuyện này, và một cái cuộc coi như là một cái cuộc cãi vã rất lớn đã lổ ra giữa Ngân và bác sĩ Trần. Tuy nhiên cái video này Thuyết sẽ xin chia sẻ ở trong cái video sau nữa các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong video này Thuyết đã hứa với các bạn là chia sẻ cái phần này và phần lá thư của bạn Đoàn Thi Điệp. Bởi vậy sẽ không còn thời gian nữa. Vâng, Thuyết xin chia sẻ mấy cái câu hỏi của một số bác. Ở đây là một bác tên là Phạm Thị Lê Vân và một bác tên là Danh Trường. Họ đều là những người lớn tuổi và có những cái sự chia sẻ. Và Thuyết rất là sợ quên khi mà ví dụ như là mải mê bình luận quá mà quên những lời bình luận này thì đúng là một cái sự có lỗi. Bác Phạm Thị Lê Vân đã đưa ra một cái lời bình luận như này: kính gửi ông chủ kênh, đây là một lời đề nghị xây dựng của một người lớn tuổi, 86 tuổi, không có ý bắt bẻ, xin ông chủ kênh đừng có sừng cồ nhé. Trong cách xưng hô với cháu Huy, ông thường gọi là thằng Huy, trong khi đó ông gọi em của Huy là bé Bông, bé Nhẫn, Trần Trân, hai đứa con tôi, những đứa trẻ chưa biết cha mẹ là ai, mẹ thì không có tiền của, phải nhờ vả người ta, nên có thể rất nhạy cảm, dù chỉ mới có 7 tuổi, lúc nào cũng có cảm tưởng là mình bị coi thường, coi rẻ. Nếu Huy sẽ được gọi là bé Huy, cháu Huy, thì có thể cháu Huy khi lớn lên sẽ thông cảm, thấy đỡ tủi thân và thấp kém hơn những đứa trẻ khác. Xin kính chúc ông chủ kênh, toàn thể gia đình, cộng đồng mạng an khang hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn bác Phạm Thị Lê Vân.
Thứ nhất là Thuyết xin lỗi tất cả quý khán thính giả trong câu chuyện mà thỉnh thoảng Thuyết gọi là thằng Huy. Ở đây thì trong vấn đề này á, Thuyết không có cái ý gì cả, mà chẳng qua là Thuyết bị kiểu như là hơi bối rối trong cái chuyện mà sợ mọi người nhầm lẫn ấy. Bởi vì Huy là mang họ Nguyễn, là họ Nguyễn là của bố nó, tên là của cái bố nó tên là Quân, đúng không ạ? Đó, và hiện tại thì bác sĩ Trần chính thức thì bác sĩ Trần mới là cha, thế nhưng mà bác sĩ Trần lại họ Trần, thành ra đôi khi là Thuyết không gọi được Nguyễn Huy thì gọi là thằng Huy. Thế đây Thuyết xin lỗi, chẳng qua là nó như là một cái khi mà bình luận nó hơi nhanh ấy thì nó không kìm được cái câu nói, thì mong tất cả quý khán thính giả cũng thông cảm, và có thể đó là một cái nếu mà không sửa ngay nó sẽ thành quen, và chính cái điều này có thể dẫn đến nhiều đứa bé nó bị mắc cái bệnh tự kỷ. Và cái sai sót này cảm tưởng rất nhỏ thôi nhưng nó lại là rất lớn, bởi vì nó liên quan đến tương lai của một đứa bé. Thuyết sẽ cố gắng chỉnh sửa, gọi là bé Huy hoặc là gọi là Nguyễn Huy. Vâng, trong khi đó thì ở đây không biết cái lời bình luận này Thuyết có nên đọc hay không. Tuy nhiên Thuyết cũng đọc luôn và để trả lời chung, mặc dù cái này có vẻ như là cái chuyện riêng. Lời bình luận này của bác Danh Trường 3221 ở Cần Thơ. Bác ấy viết là: "Gửi cậu Thuyết, tôi nhờ cậu chuyển lời đến Đoàn Dư. Nếu Ngân hết bệnh mà không chọn Đoàn Dư thì nói với Đoàn Dư liên lạc với tôi, làm mai cho Đoàn Dư đưa cháu gái của tôi năm nay 24 tuổi. Tôi rất thích Đoàn Dư, việc đi cứu Ngân từ Thái Lan về là tôi ngưỡng mộ cháu trai. Tôi rất mong chờ cậu chuyển lời giúp tôi. Chào cậu nhé." Vâng, xin cảm ơn bác Danh Trường. Vâng, Thuyết đã chuyển cái lời này là kiểu kiểu như là Thuyết đã copy và chuyển vào cho Đoàn Dư rồi bác Danh Trường nhé. Thì trong chuyện này thì ở đây Thuyết không biết là bác muốn nói riêng hay nói chung, nhưng mà Thuyết nói đây luôn, bởi vì không phải một mình bác đâu. Ở đây có nhiều người là nhờ coi như là mai mối với thầy giáo Tân. Có những người là Thuyết không nói tên, nhưng mà nhờ con gái của họ, rồi cháu gái của họ, rất nhiều người, thầy giáo Tân, rồi có cả những người khác trong câu chuyện này nữa. Thì Thuyết sẽ xin là không chia sẻ tên tuổi. Thì trong câu chuyện này thì Thuyết đã nói với anh Đoàn Dư rồi. Thì anh Đoàn Dư có nói một câu này này: "Chú ơi, cứ để cho câu chuyện nó tùy duyên đi." Tức là duyên nó tự đến chứ không cần thiết phải đi tìm. Có nghĩa nếu mà cháu có duyên với người ta thì tự nhiên nó sẽ đến mà thôi. Thì ở đây bác Danh Trường cũng hiểu là như vậy. Biết đâu đó cái duyên của cháu của bác với lại anh Đoàn Dư lại có duyên, chẳng may ví dụ anh Đoàn Dư về Việt Nam đi thăm quê hương hoặc đi du lịch chẳng hạn, biết đâu lại vô tình lại gặp được cháu gái của bác và cuối cùng họ lại lên duyên vợ chồng thì sao? Một khi ở trong kiếp trước họ đã từng nợ nhau thì chắc chắn kiếp này họ phải trả nợ cho nhau bác ạ. Cho nên là chúng ta cũng không cần gì phải quá theo cái cách như ngày xưa là làm mai làm mối, đúng không ạ? Anh Đoàn Dư chỉ chuyển lời là xin cảm ơn bác Danh Trường và cháu gái rất rất nhiều đã quý mến anh ấy và có lòng tin vào anh ấy. Vâng, trong video này thì Thuyết cũng xin trả lời chị Jolie Chu và bạn Thiên Nga Trần luôn. Có nghĩa hôm qua thấy có lời bình luận của chị Jolie Chu nói rằng là chị không giờ nghĩ là Thuyết nhận tiền của bác sĩ Trần. Và ở đây thì Thuyết cũng không bao giờ nghĩ chị Jolie Chu nghĩ cho Thuyết thế cả, mà có một số bạn khác thôi, mà Thuyết thì những cái lời đó Thuyết không không lưu lại, thành ra là đi tìm bây giờ rất khó. Nhưng bây giờ chợt vừa nhìn thấy một cái lời bình luận của bạn Vinh Siki 378 này thì Thuyết đã nhớ ra cái câu nói của chị Jolie Chu, có nghĩa có một số quý khán thính giả nói rằng Thuyết nhận tiền của bác sĩ Trần trên là luôn luôn và có những video luôn luôn là bảo vệ bác sĩ Trần. Đấy. Trên ở đây thì Thuyết đã nói là Thuyết không cần thanh minh. Đấy. Giản đơn là một khi họ không hiểu hoặc họ cố tình muốn gắn ghép cho mình cái chuyện như vậy thì có nói hoặc có thanh minh thì họ càng nghi ngờ mình hơn mà thôi. Cho nên là Thuyết không cần phải thanh minh riêng nào cả. Nhưng ở đây thì muốn nói cho chị Jolie Chu hoặc những bạn khác biết là có những cái lời như vậy chứ không phải là Thuyết tự vu khống. Chẳng hạn như lời bình luận của bạn Vinh Siki này, bạn ấy viết như thế này: "Chủ kênh luôn tâng bốc việc xấu xa nhỏ nhỏ nhen của ông của lão già Trần, mà triệu triệu người đang tẩy chay não vì tiền mà đổi trắng thay đen, sợ thật." Có nghĩa là bạn ấy nói là vì tiền Thuyết đổi trắng thay đen và bảo vệ ông Trần, mà trong khi đó tất cả mọi người đều tẩy chay. Ở đây Thuyết đã nói rồi, Thuyết chỉ bình luận và cái quan điểm của Thuyết là không đứng về bất cứ bên nào, tức là ai đúng thì Thuyết nói đúng, ai sai Thuyết nói sai. Còn bạn nói Thuyết vì tiền thì cái điều này là Thuyết không thanh minh gì cả, bạn nghĩ sao thì tùy. Vâng, trong câu chuyện của Hùng Du Lịch á, hôm qua Thuyết đọc được một lời bình luận của một bạn nào tên là Đức Nhẫn.
Bạn này hình như đang ở Canada và rất muốn giúp giúp bạn Hùng du lịch này. Nhưng mà xin nói riêng với bạn Đức Nhẫn và những bạn nào đang muốn giúp bạn Hùng du lịch thì cứ yên tâm nhé. Bởi vì đã có Võ Ái Khanh, có Ngân rồi có Đoàn Dư nữa rồi thì không phải lo lắng cho cậu ta đâu. Theo thuyết thì không có tiền bạc để giúp đỡ cậu ta. Nhưng mà theo thuyết nghĩ rằng là cái số tiền của cậu ta lỡ ở Việt Nam với trong cái hoàn cảnh của cậu ta đang gặp những cái chuyện mà gia đình đang bị sạt lở đất, bị tai họa ở Việt Nam thì những chuyện đó theo thuyết nghĩ là có thể là những người trong cuộc này giúp đỡ được rồi. Và cái vấn đề quan trọng nhất là cái công ăn việc làm thì chắc chắn rằng là theo thuyết nghĩ là nếu mà Ngân hoặc Võ Anh Khanh hoặc Đoàn Dư ra tay giúp đỡ thì chắc chắn là sẽ có việc. Ở đây thuyết chỉ biết nói vậy thôi. Họ không giúp đỡ những người bên ngoài, nhưng những người tự nhiên lọt vào trong câu chuyện này một cách ngẫu nhiên như vậy có nghĩa là đã có duyên có phận với người ta. Ngân đã từng nói từ ngày hôm trước nữa, cách đây mấy ngày, rằng là nếu mà coi như là tìm được Hùng du lịch về thì Ngân sẽ cho cậu ta làm một cái chân như là trông coi nhà cửa nọ kia đấy, mặc dù là không thừa người, không thiếu người, nhưng mà Ngân vẫn cho làm cái công việc đó. Nhưng ở đây thì theo tuyết biết rằng là trong cái vấn đề của Đoàn Dư ấy, Đoàn Dư có rất nhiều việc, nhưng mà cái việc này không biết nó liên quan tới pháp luật hay không, bởi vì cậu ta sống trong cái giới giang hồ trước đây. Trên là bạn nào lo lắng về cho Hùng du lịch thì hãy yên tâm nhé. Vâng, thưa quý vị, còn ít phút nữa là video của Thuyết sẽ kết thúc thôi. Trong phần cuối này, Thuyết sẽ đọc là lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đến từ đất nước Mỹ. Vâng, bạn Đoàn Thị Điệp là một trong số những quý khán thính giả của chúng ta gây nhiều tranh cãi nhất trong cái kênh Định Cư Canada. Thuyết vẫn tôn trọng tất cả quý khán thính giả, tức là mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau, mỗi người có một quan điểm khác nhau, và như vậy mới tạo lên một xã hội. Nhiều bạn cứ nói rằng là không nói về ông Trần nữa, hoặc không đưa ảnh của ông Trần lên nữa, không được gọi là bác sĩ nữa. Nhưng Thuyết thì không phải là bảo thủ nha các bạn. Thứ nhất là mình vẫn tôn trọng người ta, vẫn gọi là bác sĩ, đấy là cái lòng tôn trọng. Chứ không phải là nếu Thuyết là một quý khán thính giả cũng như các bạn thì các Thuyết có thể nói là ồ cái lão Trần thế nọ thế kia, nhưng nếu mà Thuyết là một người đứng giữa trung gian mà bình luận mà thà lão Trần thằng Trần hoặc là tự mồm Thuyết nói ra là đĩ đực thì các bạn thấy xem câu chuyện nó sẽ không còn một cái tính nhân văn nữa, cho nên là phải mong các bạn phải thông cảm trong chuyện đó. Và Thuyết vẫn tôn trọng đọc những cái lời bình luận trái chiều chỉ chiếm 50% chỉ chiếm 5% trong số 100% thôi. Vâng, bây giờ là nội dung lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đến từ đất nước Mỹ. Hơn 95% tại sao phản đối kịch liệt về bình luận dưới 5%? Có phải quý vị không muốn chấp nhận sự thật, đây là dưới 5% đúng sự thật? Nhưng anh Thuyết ơi, theo em, hơn 95% này, cho dù anh có nói đến đâu thì họ cũng như đàn gầy tai trâu. Và em đây cũng không cần phải đính chính em làm việc gì, được bao nhiêu tiền và làm sao mua được hai căn nhà. Và có phải là vợ của bác sĩ Trần hay không? Bọn họ đặt ra nhiều nghi vấn ở nơi em, tức là em đây quá tài giỏi và quá bản lĩnh, cho nên họ ganh ghét ở nơi em về mọi mặt. Cho nên họ ganh ghét muốn em tiết lộ chút đỉnh để lấy đó mà học lỏm rồi làm theo. Theo em thấy tất cả bọn đàn ông này đều chui váy đàn bà để đánh đổi những gì bọn họ muốn lấy ở nơi chị Ngân. Còn đàn bà thì thường đến nhà để hầu duyệt trình diễn những chiêu trò vô nhân tính để lấy lòng chị Ngân. Một đích muốn chị Ngân bố thí cho họ chút đỉnh, luôn tiện khoe tài ta đây là người chính nghĩa. Nhưng nghĩa đâu không thấy, chỉ thấy toàn là một lũ sói kêu hú ầm ĩ bên tai mọi ngày. Nhưng nói hoài nói mãi nói giết rồi cũng nghe nhàm chán. Nhưng chị Ngân ơi, em đây rất thích tính của chị. Trong lúc này chị Ngân không cần phải làm gì cả, chị không cần phải phán xét bất cứ một chuyện gì, chị cứ ngồi một chỗ mà xoay bọn người tự cho mình là chính nghĩa chạy lanh quanh chơi, nhất là Võ Ái Khanh. Chị hãy quay Võ Ái Khanh cho thật nhiều để cho óc cuồng suy loạn trí vì cái tội ép bức khai cung gán tội. Còn nếu chị nhớ bác sĩ Trần thì cứ gọi điện tâm sự. Phạm Hoa chẳng qua ganh ghét đố kỵ với chị cho nên mới thốt ra những lời nói như vậy. Còn Võ Ái Khanh tự cho mình là người thông minh nhưng đối với em chẳng thông minh chút nào. Ngọc Bích là người ham danh lợi. Nếu bạn trai là học sinh, làm gì để có tiền cung cấp cho Ngọc Bích? Bạn trai của Ngọc Bích là công nhân mà là ở xa chỗ Ngọc Bích
đó mới là hợp khẩu vị cho Ngọc Bích, không có gì là không thể. Nhưng anh Thuyết ơi, có bao giờ anh nghe đến chuyện Phạm Công Cúc Hoa chưa? Mụ Tào Thị hiện nay đó chính là Võ Ái Khanh của anh Thuyết đó. Võ Ái Khanh tức là Tào Thị thì không thể nào hòa nhập với hai quý tử của anh được. Em xin anh Thuyết chia sẻ bình luận này giúp em. Cảm ơn anh Thuyết rất rất nhiều. Vâng, bạn Điệp thì không có thời gian để viết lá thư dài, bởi vì các bạn biết rằng bạn ấy đang đi làm ca đêm nhé các bạn. Thuyết chỉ biết là bạn ấy đang đi làm ca đêm thôi. Thì ca đêm thì bao giờ nó cũng được nhiều tiền lương hơn là ca ngày. Ví dụ như ca ngày là được 18 đô trên một giờ thì ca đêm có thể được 21 đô trên một giờ. Còn cái chuyện nhà cửa ở đây, bạn Điệp bạn nói không cần phải thanh minh. Chuyện này Thuyết đã nói rồi, có rất nhiều người phụ nữ Việt Nam chúng ta tài giỏi, họ nuôi con nhỏ nhưng họ lại có nghề tay trái. Ví dụ như là cái nghề làm đẹp là Thuyết thấy nhiều nhất ở bên Mỹ và bên Canada, thậm chí ở các nước châu Âu, hầu như có tới 80% những người Việt Nam từ Việt Nam sang đây họ sẽ đi học cái nghề làm đẹp, làm nail đó, rồi thì lối mi mắt tất cả thứ, không những họ làm ngoài tiệm mà đến khi về nhà là họ làm tại nhà, không phải đóng thuế luôn. Thì nếu mà có nghề tay trái như vậy thì rất nhanh mua được nhà và cái nghề đấy nó rất ổn định, bởi vì chị em lúc nào cũng thích đẹp đúng không ạ? Và người ta chỉ cần làm đẹp một ít ngày thôi là người ta lại phải đi làm lại, có khi là dăm bữa nửa tháng là người ta phải làm lại rồi, phải sơn lại móng tay móng chân rồi mi mắt các thứ chỉnh thì mới có người yêu chứ đúng không ạ? Tất nhiên ngoài ra còn nhiều cái ngành nghề khác nhau mà đôi khi không ai có thể biết trước được. Nếu chỉ đi làm công ăn lương ấy, theo Thuyết nghĩ là mua nhà thì khó, nhưng mà nếu có nghề riêng thì chắc chắn là họ sẽ mua cái nhà là cái chuyện rất đơn giản. Trong chuyện bạn Điệp phản bác về Ngân, về người lọ người kia thì Thuyết không có ý kiến. Nhưng cái phần cuối mà ở đây bạn Điệp nói về Võ Ái Khanh thì Thuyết có một vài ý kiến như thế này. Thứ nhất là Thuyết, ngay cả Võ Ái Khanh là người yêu của Thuyết, là người tình của Thuyết trong suốt 46 năm qua và Thuyết có thể đánh đổi cả cuộc đời lấy cái mối tình này. Tất nhiên không phải vì thế mà nếu như bây giờ Võ Ái Khanh có cái điều gì sai mà Thuyết sẽ bảo vệ. Không, hoàn toàn không phải nha. Thuyết hoàn toàn coi như là không bao giờ làm như vậy. Ngay cả ví dụ bây giờ con của Thuyết đi ra ngoài đường làm cái điều gì sai thì Thuyết sẽ bảo vệ cái người bên kia chứ không bảo vệ con của Thuyết. Có nghĩa quan điểm của Thuyết là bảo vệ cái đúng chứ không bảo vệ cái sai, ngay cả người đó là người thân. Thì trong chuyện của Võ Ái Khanh, bạn Điệp so sánh Võ Ái Khanh là Tào Thị thì ở đây Thuyết thấy có một cái vấn đề là sai. Có lẽ người Việt Nam ta thì ai cũng biết cái câu chuyện Phạm Công Cúc Hoa đúng không ạ? Ngày xưa Thuyết còn bé, Thuyết đi xem cải lương và đi xem chèo. Thuyết khóc rất nhiều khi mà xem cái vở kịch Phạm Công Cúc Hoa. Thì Thuyết vẫn nhớ rằng là trong cái câu chuyện này thì Phạm Công là một cái quan chức triều đình và phải coi như là được nhà vua điều ra biên cương để giữ, để đánh giặc. Thì trong khi đó thì vợ của ngày xưa thì coi như Phạm Công lấy vợ thì đẻ ra hai đứa con. Đấy, một đứa con trai, một đứa con gái. Hai đứa con nhỏ thì sau đó thì Phạm Công đi theo một cái bước khác, tiếp nữa lấy vợ hai. Tức là khi vợ của Phạm Công là chết thì coi như là cậu là cái vị quan này mới lấy một bà vợ tên là Tào Thị. Thì khi mà Phạm Công đi chiến trận ở biên cương thì ở nhà Tào Thị đối xử với hai đứa con riêng của mình, tức là con riêng của Phạm Công rất là tồi tệ. Ở đây Thuyết nhớ mãi và ngày xưa Thuyết đi xem Thuyết khóc sướt mướt, khóc nhiều lắm các bạn. Khi mà đứa anh nó nói với đứa em, nó hát tưởng là em ơi cởi áo giả gì ra đây anh cõng em đi ăn mày, đó là những câu cách đây, tức là ngày xưa Thuyết bé tí đi xem vẫn còn nhớ cả hai cái câu đó. Khi mà cái đứa anh ấy, cái thằng anh trai nó bảo em gái là cởi cái áo ra để nó cõng đi ăn mày thì chính Thuyết ngày xưa cũng khóc sướt mướt, bởi vì bị coi như là người dì ghẻ này đối xử tồi tệ quá, đánh đập tàn nhẫn ấy. Thì ở đây cuối cùng là chính coi như là vợ, tức là mẹ của hai đứa bé này, tức là vợ cả của Phạm Công đã hiện lên và coi như cứu hai đứa bé. Trong câu chuyện này bạn Điệp ví Võ Ái Khanh như là Tào Thị thì Thuyết đấy nó rất là khập khiễng. Võ Ái Khanh không ác như vậy, Võ Ái Khanh nuôi hai đứa con của mình nên người, bây giờ trở thành tiến sĩ đúng không ạ? Những người thành danh trong cuộc sống làm sao mà nói có thể là cư xử như vậy. Ý của bạn Điệp ở đây ý rằng nếu Thuyết lấy Võ Ái Khanh thì Võ Ái Khanh sẽ cư xử với hai đứa con của Thuyết như cái câu chuyện Tào Thị đã đối xử với hai đứa con của Phạm Công đúng không ạ?
Tuy nhiên trong từ cái thời gian mà gặp lại Võ Ái Khanh thế này thì Thuyết chưa thấy một cái tín hiệu nào Võ Ái Khanh có thể cư xử với những đứa bé tàn bạo cả. Mà trong khi đó thì Thuyết nhận được rất nhiều những sự giúp đỡ từ Võ Ái Khanh. Giúp đỡ ở đây là giúp đỡ về những cái lời động viên và cái hướng bước đi trong cuộc sống, chứ không phải là giúp đỡ về tiền bạc các bạn nhé. Riêng về tiền bạc thì Thuyết có một cái quan điểm rất là rõ ràng, tức là không nhận của bất cứ ai. Nói câu này thì có vẻ như hoàn toàn là nó chưa chính xác lắm, bởi vì nói thật với các bạn rằng trong cái kênh định cư Canada của chúng ta đang theo dõi thì Thuyết cũng đã nhận 10 triệu của một bạn, ở đây Thuyết không nhắc tên bởi vì làm việc từ thiện, cho nên là Thuyết nhận 10 triệu nhưng mà không phải là giúp Thuyết mà lại giúp một người giúp một người đang bị ở trong tù, họ có một vợ và bốn đứa con ở bên ngoài, tức là họ bị bắt vào tù và bị chuẩn bị trục xuất về Việt Nam. Cho nên là ở đây là phải cần một cái số tiền mà để coi như bảo lãnh họ ra, không thì họ bị trục xuất về Việt Nam. Và đây Thuyết đã phải nhận một số tiền là 10 triệu của một bạn ở trên kênh định cư Canada. Thuyết không tiết lộ tên tuổi bạn đó là bạn nào. Đó là cái công việc, bởi vì Thuyết không lo đủ số tiền đó, tức là số tiền 50 triệu. Cho nên là Thuyết phải nhờ một hai người bạn. Thì một người bạn trên kênh của Thuyết đã giúp đỡ trong câu chuyện như vậy. Ý của Thuyết nói rằng là nó là việc tư ở bên ngoài chứ không phải là của riêng của Thuyết. Trong khi đó thì nói thật các bạn, với số tiền chẳng hạn 50 triệu tiền Việt Nam, Thuyết chỉ ví dụ nói với mấy Võ Ái Khanh một câu thì lúc nào cũng đủ luôn, đúng không ạ? Hoặc nói với Ngân một câu lúc nào cũng đủ luôn, nhưng Thuyết không lựa chọn phương pháp đó. Chính Võ Ái Khanh cũng đã nói với con trai của mình, tức là nói với thầy Đó Tân, làm sao đó bằng mọi cách làm tốt nhất để có thể giúp hai đứa con của Thuyết là học được theo một cái phương pháp làm sao đó đem lại hiệu quả nhất để sau này thi đỗ vào đại học. Bởi vì ở đây á, các bạn biết rằng là những đứa con của Thuyết không phải sinh ra tại Canada, cho nên nó cũng coi như là thiệt thòi hơn những đứa bé ở đây. Bởi vì các bạn biết rằng là khi nó sang đây, một đứa thì được 11 tuổi, một đứa thì được 7 tuổi. Cho nên là cho đến 3 năm nay chúng nó là phải học cái tiếng Anh, tức là chúng nó đã mất đi khoảng cái thời gian bé. Nó rất thiệt nhiều, tức là sẽ không bằng những cái đứa sinh ra ở đây. Cho nên là trong cái phần đó thì chính Thuyết cũng đã có lời với thầy Áo Tân là giúp hai đứa con của Thuyết để làm sao đó theo kịp những cái bạn mà sinh ra ở đó đây đó. Và chính trong câu chuyện này thì Võ Ái Khanh cũng là người nhiệt tình nhất. Thì Thuyết đã nhìn thấy những cái tín hiệu rất là tích cực, có nghĩa là không những là yêu bố của nó mà yêu cả con của người yêu của mình nữa. Đó có như chẳng hạn như một bạn nào đó nói rằng nếu mà tìm vợ thì phải tìm cái người nào mà người ta yêu cái con của mình, con riêng của mình thì mới có thể lấy được. Chứ còn thì người ta chỉ yêu mình không mà con của mình họ không yêu thì không nên lấy những người đó. Tuyết nhớ không nhớ người đó là ai, hình như là cụ bà miền Trung hay ai ai đó. Vâng, video của Tuyết hôm nay xin tạm dừng ở đây. Tuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.